người đàn ông đặc biệt của Trương Hồ Phương Nga. Thông tin Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga là người chắp bút cho loạt hit như Mong Manh Tình Về, Đông Dịu Ngọt, Có Lẽ Muộn Màng, Chìa Khóa, bất ngờ nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng và giới nghệ sĩ. Song dù đứng sau thành công của nhiều ca khúc do Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà, Quốc Thiên thể hiện, nhưng rất ít ai để ý, hầu hết các tác phẩm của Trương Hồ Phương Nga đều có liên quan đến nhạc sĩ Đức Chí. Ngoài một số bài hát do Đức Chí viết nhạc và Trương Hồ Phương Nga viết lời, thì một số ca khúc nhạc ngoại lời Việt lại được Hoa hậu sinh năm 1987 dành tặng cho các ca sĩ thuộc công ty Music Face của nhạc sĩ Khi Giấc Mơ Về. Được biết, nhạc sĩ Đức Chí quen biết Trương Hồ Phương Nga từ năm 2011 qua một vài người bạn giới thiệu. Ấn tượng ban đầu của nhạc sĩ Đức Chí về Trương Hồ Phương Nga đó là ngoại hình xinh đẹp và có sự sâu sắc, thông minh mà không phải mỹ nhân nào cũng có được. Sau những lần gặp mặt tán gẫu, Trương Hồ Phương Nga đã gửi cho Đức Chí xem một tập bản thảo truyện và anh rất bất ngờ về khả năng viết lách, tư duy vấn đề của cô gái gốc Hà Nội. Ngoài ra, Trương Hồ Phương Nga cũng chia sẻ trò chuyện với Đức Chí về âm nhạc và cả hai tìm ra được sự đồng điệu đầy thú vị. Khi đã trở nên thân quen, chính Đức Chí đã gạ gẫm Trương Hồ Phương Nga thử viết lời ca khúc và bản hit Mong Manh Tình Về với lời ca lãng mạn da diết đã nhanh chóng ra đời và trở thành ca khúc đinh trong single cùng tên của quán quân Việt Nam Idol 2008 Quốc Thiên. Cùng thời điểm với Mong Manh Tình Về, Trương Hồ Phương Nga còn kết hợp với Đức Chí để cho ra đời bản ballad Đông Dịu Ngọt và tiếp tục được Quốc Thiên thể hiện rất thành công. Thời điểm sau này, Trương Hồ Phương Nga và Đức Chí trở thành cặp đôi ăn ý và giúp cho hàng loạt các ca sĩ của Music Face như Hồ Ngọc Hà, Phạm Anh Khoa, Hoàng Bách có thêm những hit mới. Và khi tiếng tăm của cặp đôi kín tiếng này tạo được sự chú ý nhất định trong làng giải trí trong nước, một số ca sĩ hải ngoại như Thanh Hà, Vân Quỳnh cũng đã lựa chọn bài hát mang giai điệu của Đức Chí và phần lời của Trương Hồ Phương Nga để thể hiện và đem vào những sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng. Sau bao nhiêu năm, hiếm thấy Trương Hồ Phương Nga làm việc chung với nhạc sĩ nào ngoài Đức Chí. Và hiện tại, để tìm được bức hình kỷ niệm giữa Đức Chí và Trương Hồ Phương Nga quả là điều khó khăn. Song không ai có thể phủ nhận sự ăn ý, ghi dấu ấn mạnh mẽ của cặp đôi này qua những bản ballad được nhiều người yêu thích. Karaoke. Quý vị và các bạn thân mến, theo bà Hồ Mai Phương, 56 tuổi, mẹ ruột Hoa hậu Phương Nga, mặc dù sống ở nước Nga hơn 20 năm, bà luôn dạy con gái mình theo văn hóa Việt. Bà bộc bạch, mặc dù tôi sống ở nước ngoài hơn 20 năm, nhưng trong tôi vẫn còn vẹn nguyên đức tính của một người phụ nữ Hà Nội. Nếu mà tôi biết con tôi có tình cảm như vậy thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Bà Phương cho biết, bản thân tôi là một người Việt Nam. Tôi được nuôi dạy theo văn hóa cổ của Việt Nam và tôi cũng dạy con theo nền văn hóa đó của người Việt. Nhưng bởi vì Phương Nga ở nước ngoài từ bé cho nên nó đứng giữa hai luồng văn hóa giao lưu. Nó đã yêu hết mình, luôn tin tưởng người khác để rồi bị gài bẫy lúc nào không hay. Tất nhiên nếu biết chuyện tình cảm giữa Phương Nga và Cao Toàn Mỹ thì tôi sẽ ngăn cản. Nhưng rất tiếc là tôi không hay biết gì vì tôi rất tôn trọng đời tư của con tôi. Trong gia đình tôi, quyền tự do cá nhân là tuyệt đối. Tôi muốn nói gì với con thì tự tôi nói ra và ngược lại. Theo bà Phương, khi Hoa hậu Phương Nga chọn về Việt Nam để phát triển sự nghiệp, bà đã khuyên con nên ở lại nước Nga để tiếp tục học lên tiến sĩ. Nhưng vì Phương Nga quyết tâm nên bà không giữ lại. Bà cho biết thời gian đầu ở Việt Nam, Hoa hậu Phương Nga rất chăm gọi điện thoại về cho bà. Mặc dù những cuộc điện thoại đó chỉ là những hỏi thăm qua lại, nhưng bà cũng yên tâm vì nghe giọng con mình khá vui vẻ. Bà Phương nhớ lại, nhưng có một lần tự nhiên tôi cứ bồn chồn không yên, bằng linh cảm của một người mẹ, tôi sợ có chuyện không may xảy ra với con mình. Tôi gọi ngay cho Phương Nga, đây là lần duy nhất tôi gặng hỏi con, cũng là lần đầu tiên con tôi cắt lại mẹ. Tôi lập tức bay về Việt Nam với con, tuy nhiên con tôi vẫn không nói với mẹ nó đang gặp phải điều gì, mặt khác tôi còn nhiều việc ở bên Nga nên lại bay đi. Bà cho rằng vì luôn tôn trọng quyền tự do cá nhân của con, nên bà cũng không hay biết việc Hoa hậu Phương Nga đã quen và phát sinh tình cảm với Cao Toàn Mỹ trong thời gian con mình ở Việt Nam. Đến ngày 19 tháng 3, 2015, trong lúc đọc tin tức, bà mới sốc nặng khi thấy thông tin con mình bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Phương nói thêm, lúc đó tôi rất sốc, rất là đau khổ. Nhiều đêm liền tôi không thể ngủ được, tôi không thể tưởng tượng được con mình bị như thế. Tôi lập tức trở về Việt Nam, khi vào trại giam thăm con, tôi mới biết con tôi bị Cao Toàn Mỹ cài bẫy. Theo bà, trong lần đi thăm con ở trại tạm giam, bà được Hoa hậu Phương Nga kể cặn kẽ vụ việc dẫn đến cô bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vì hành vi trên. Phương Nga kể, hai người yêu rồi sống chung với nhau 2 năm thì Nga mới phát hiện Cao Toàn Mỹ có vợ, vì vậy cô dứt khoát đòi chia tay. Sau đó không lâu, Hoa hậu Phương Nga biết được Cao Toàn Mỹ đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo cô vay tiền mở spa và không trả. Bà Phương kể lại, vì con tôi một mình ở Việt Nam trước sự việc đó nên nó không nói được với ai, lại không hiểu gì về luật pháp Việt Nam. Nên khi Tê, người con tôi quen từ trước, giới thiệu một người tên B cho nó thì nó rất tin tưởng. B nói gì, con tôi cũng nghe và làm theo.
Mãi đến khi bị bắt, Phương Nga mới biết B chính là người mà Cao Toàn Mỹ đã sắp đặt để cài bẫy nó. Phương Nga bị dụ dỗ, hăm dọa, thậm chí nó đòi giết nếu con tôi không ký nhận tiền mua bán nhà. Về việc toàn bộ giấy tờ mua bán nhà được chính tay Hoa hậu Phương Nga ký, bà Phương cho rằng đó là do quá tin tưởng B nên Hoa hậu Phương Nga không phòng bị. Bà Phương cho biết lúc đầu B nói có quen biết nhiều, có thể giải quyết cho con tôi. Thế nên khi có một giọng nam gọi điện đến cho con tôi, nói rằng anh ta làm bộ công an, là bạn của Cao Toàn Mỹ, muốn gặp con tôi để hòa giải, con tôi đã lập tức cùng B đến đó. Phương Nga bảo đến nơi hẹn mới biết đó là quán karaoke. Nó vừa bước vào phòng thì có bốn người đàn ông ập vô chốt cửa, mở nhạc rồi đưa cho con tôi một tờ giấy có nội dung viết sẵn. Bên cạnh là giấy viết, bắt Nga viết lại nội dung đó. Khi nó không viết, bọn chúng giơ chai bia ra và dọa giết con tôi tại đây mà không ai biết. Mặc dù con tôi gào thét rất nhiều nhưng vô hiệu vì chúng bật nhạc rất to. Theo bà Phương, một lần nữa, B tác động để Hoa hậu Phương Nga viết lại giấy nhận tiền và hứa rằng sau này xảy ra chuyện gì, B sẽ làm chứng cho Hoa hậu Phương Nga về việc này. Lúc đó B nói với con tôi rằng, để bảo vệ tính mạng em cứ viết đi, có gì chị làm chứng cho. Một lần nữa, tin tưởng B, con tôi đành phải viết. Khi con tôi viết xong, B đưa con bé về nhà. Vừa về đến nhà, B nói phải đi gặp sếp ngay để nhờ tư vấn. Sau đó B nói phải làm giả bộ hồ sơ mua bán nhà, nương theo giấy viết nhận tiền và B đã làm sẵn mọi thứ. Trong bộ hồ sơ đó, có cái B đã đánh máy sẵn, có cái thì B kêu con tôi viết tay theo tin nhắn B gửi tới rồi ký vào. Mỗi lần viết xong, cái thì B bảo con tôi tự nộp cho công an hoặc thuê xe ôm nộp, cái thì B bảo để B nộp hộ. Đến lúc con tôi bị bắt, nó mới biết những giấy tờ nó ký đưa cho B đi nộp công an đã được Mỹ dùng làm bằng chứng tố cáo để công an bắt nó. Những thông tin này cũng giống với lời khai của Hoa hậu Phương Nga tại phiên tòa mới đây. Bà Phương nói thêm, tôi mong rằng cơ quan chức năng xem xét lại các chứng cứ mà con tôi đã cung cấp trong phiên tòa vừa rồi để có thể trả lại cho con tôi một sự công bằng.